Tiền EIDL brand 1.000 đô có cần phải trả lại hay không? Tại sao tôi lại nhận được những cái lá thư của bên SBA gửi ra đòi tôi phải trả tiền lại? Vậy cái này là gì và tôi có cần làm hay không? Thì mời các bạn, các anh chị, các cô chú theo dõi hết video này của An để mà tìm được cái câu trả lời nha. Điều gì khiến bạn quan tâm nhất khi đến tuổi về hưu? Suy nghĩ đầu tiên là ý là phải lựa chọn một chương trình bảo hiểm sức khỏe cho bản thân mình, Medicare, Medical, Long Term Care. Kế đến phải là kế hoạch hóa về tài chính cho những ngày về hưu. Với người hưu trí như tôi, chỉ mong ba cái 401k không bị lỗ lã mà còn có chút tiền lời hàng năm. Làm sao mà để không bị nhức đầu bởi vì mấy cái bảo hiểm Medicare? Ngọc Rachel chắc chắn sẽ có được giải pháp cho tất cả những lo âu và thắc mắc vừa rồi. Tại Investi, chúng tôi cung cấp trọn vẹn các service về tài chính từ đầu tư, quỹ hưu trí 401k, rollover cho đến những service về chọn lựa các chương trình Medicare cho các quý vị cao niên. Và đặc biệt, chúng tôi khai thuế và mở cửa 12 tháng trong năm. Hãy gọi ngay cho Ngọc Rachel 408-855-8888, 408-855-8888. Hello, hello, hello. Chào mừng tất cả các bạn, các anh chị, các cô chú đã tới với lại kênh YouTube An Lê USA này của An. Nếu mà đây là lần đầu tiên các bạn, các anh chị, các cô chú mình thấy An hoặc là coi video của An thì An cảm ơn mọi người rất là nhiều luôn vì đã lựa chọn cái video này của An giữa hàng trăm, hàng ngàn những cái video ở ngoài kia. Và nếu như mà các anh chị, các cô chú mình yêu thương An và muốn tìm hiểu thêm về thuế, bảo hiểm sức khỏe vân vân cũng như là cuộc sống Mỹ thì nhớ nhấn cái nút subscribe ở dưới để mà mỗi khi An up cái video mới nhất lên thì các bạn, các anh chị, các cô chú mình sẽ là người đầu tiên coi được hết những cái video của An. Thì trong thời gian gần đây An nhận được rất là nhiều những cái message các bạn gửi cho An. À, nhắc đến đây, An sẽ để cho các bạn cái link Facebook của An. An mới vừa lập cái link Facebook này ra để cho những bạn, những anh chị, cô chú nào mà có câu hỏi mà mình cần nói chuyện riêng với An, mình cảm thấy là không có tiện khi mà mình comment trên YouTube á, thì mình có thể add cái Facebook của An để mà có thể vô nhắn tin cho An. An sẽ để ở đây nha. Thì An nhận được rất là nhiều những cái thình các bạn, các anh chị, các cô chú gửi về. Tại vì các bạn, các anh chị, các cô chú năm vừa rồi mình có xin cái tiền mà EIDL 1.000 đó, và mình nhận được cái thư này của bên SBA người ta gửi ra thì rất là thắc mắc. Tại hỏi An là ủa, tôi tưởng là cái 1.000 đô là free, tại sao lại bây giờ tôi lại nhận lại được cái lá thư mà yêu cầu cần trả tiền lại. Thì An sẽ show cho mọi người thấy cái lá thư ở đây nha. Thì khi mà các bạn apply cho cái chương trình mà EIDL á, thì các bạn cũng biết á, là EIDL một cái application, một cái đơn để mà nộp bô, thì các bạn nộp bô cho hai cái hoàn toàn khác nhau. Một cái là EIDL Advantage Grant, thì nôm na tiếng Việt mình mà rất là nhiều người hay gọi đó là cái tiền mà 1.000 đô free của chính phủ cho đó. Thì cái tiền này các bạn không cần phải trả lại, và nếu như mà các bạn đủ điều kiện, các bạn làm 1099, các bạn apply thì người ta cho các bạn, và cái tiền này là tiền hoàn toàn không cần phải trả lại. Cái chương trình thứ hai mà cùng trên cái đơn đó luôn thì nó sẽ là một cái chương trình nó gọi là EIDL loan. Thì cái này là cái loan, cái loan này á, là cái mà khoản mà bên SBA người ta cho các bạn mượn và các bạn cần phải trả lại. Cái loan này á, thì các bạn được mượn trong vòng 30 năm và cái tiền lời theo em nhớ là 2.75%. Thì khi mà các bạn submit một cái application lên á, thì người ta sẽ cho các bạn cái tiền EIDL grant 1.000 vô thẳng cái bank account của các bạn. Sau đó người ta sẽ gửi cho các bạn thêm một cái email nữa, người ta cho các bạn biết á, là dựa vô cái income của các bạn cũng như á, là dựa vô cái điểm credit của các bạn thì các bạn được mượn cái số tiền là bao nhiêu. Có người được mượn lên 120.000, có người được mượn 5.000, 10.000, 20.000, vân vân.
thì khi mà các bạn đồng ý các bạn mượn cái số tiền đó thì các bạn sẽ phải ký tên vô để mà các bạn đồng ý là các bạn nhận cái loan đó của bên SBA. Và khi mà các bạn nhận cái loan đó thì cái đó là cái tiền mà các bạn cần phải trả lại. Và bên SBA á, thì người ta sẽ không tính tiền lời cho các bạn năm đầu tiên, nhưng mà qua năm thứ hai thì người ta sẽ bắt đầu tính tiền lời. Và đây là những cái thời điểm mà gần tới kết thúc của năm đầu tiên, nên là những bạn nào mà nhận được những cái tiền của bên SBA cho chương trình EIDL loan thì các bạn sẽ nhận được cái lá thư em sẽ show ở đây. Thì người ta sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách để mà các bạn trả lại cái tiền này. Thì An chia sẻ rồi đó, cái loan này thì người ta sẽ tính tiền lời cho các bạn là 2.75%, và các bạn có quyền trả trong vòng 30 năm. Nhưng mà các bạn có tiền sớm, thì các bạn nên trả hết cho người ta càng sớm càng tốt. Tại vì khi mà các bạn mượn cái loan này á, thì các bạn phải rất là rõ ràng trong cái việc á, là nó gọi là bookkeeping, tức là giữ cái sổ sách. Các bạn cần phải cho người ta biết là những cái tiền này các bạn mượn, các bạn sẽ xài những cái gì. Các bạn cần phải giữ những cái sổ sách rất là kỹ luôn. Nên nếu như mà mình có tiền, mình có dư thì mình nên trả cái số tiền này càng sớm càng tốt. Vì mình càng để lâu thì cái trách nhiệm của mình sẽ càng ngày càng nhiều. Nếu như mà mình bị SBA người ta audit đó, là các bạn phải chứng minh cho người ta biết đó là các bạn giữ cái sổ sách của cái tiền mà các bạn mượn như thế nào. Nếu mà các bạn không có người CPA để mà giữ sổ sách cho mình, hay là các bạn giữ không rõ ràng mà bên SBA người ta đọc vô người ta không hiểu, người ta có những cái câu hỏi á, các bạn sẽ là người phải tự bỏ tiền túi của mình ra đi mướn những cái người CPA để làm lại cái sổ sách về cái tiền này để mà trình lên cho bên SBA. Nên nếu mà được á, thì trả cái số tiền này càng sớm càng tốt trong khả năng của mình nha. Nếu như mà mình không đủ khả năng mà mình trả lại hết một lần á, thì mình có thể người ta bắt đầu từ năm bắt đầu sau năm đầu tiên á, bắt đầu năm thứ hai thì người ta mới bắt đầu các bạn chỉ cho các bạn trả tiền interest. Thì trong cái bức thư người ta sẽ hướng dẫn là mình sẽ có thể gửi cái check tới những cái địa chỉ nào để mà mình có thể trả cái tiền này lại cho bên SBA. Có nhiều bạn hỏi An á, là tại sao mà apply cái chương trình EIDL rồi mà chỉ nhận được 1.000 thôi, lại không mượn được cái loan. Thì các bạn nhớ giùm An á, là khi mà bên SBA người ta xét cho các bạn mượn cái loan của EIDL á, người ta vừa xét cái income của các bạn mà người ta vừa xét cái điểm credit, cái điểm tín dụng của các bạn nữa. Nếu mà các bạn bị bad credit hay là cái credit của mình quá thấp thì sẽ không đủ yêu cầu để mà mượn cái loan này của bên EIDL loan. Đó là lý do mà các bạn nộp vô các bạn chỉ nhận được 1.000 thôi mà các bạn không mượn được cái loan, là tại vì có thể là cái điểm credit của các bạn quá thấp. Trường hợp tiếp theo nữa, nếu như mà mình apply cho đợt 1 rồi, cái EIDL, nếu mà đợt trước các bạn apply rồi, nhưng mà lúc mà mình apply thì cái tiền trong EIDL Advantage Grant nó đã hết rồi, người ta không có để mà người ta cho các bạn nữa, thì các bạn không cần phải làm gì hết. Bây giờ EIDL Grant nó đang có cái đợt thứ 2, thì người ta sẽ tự động người ta lấy cái hồ sơ từ đợt 1 của các bạn ra. Nếu mà các bạn đủ điều kiện, người ta sẽ email cho các bạn, người ta sẽ cần thêm một vài những cái chứng minh nữa. Khi các bạn email lại, các bạn nộp đầy đủ những cái chứng minh mà bên SBA yêu cầu á, thì người ta sẽ cho các bạn cái tiền mà EIDL Advantage Grant 1.000 này free đó. Nên nhớ giùm An, chưa apply thì không cần phải apply lại, tại vì bây giờ cũng không có cái link để mà apply lại nữa. Nên là chỉ cần là mình đợi những cái email của bên SBA gửi ra về cái chương trình mà EIDL Advantage Grant thì nộp hồ sơ cho người ta để mà người ta xét cho mình. Nhớ giùm An nha, nếu mà mình không muốn mượn cái loan á, thì mình không cần phải làm gì hết. Mình đừng có ký tên vô mượn cái loan, thì người ta sẽ không có bắt các bạn phải lấy cái loan để mà các bạn được cho cái 1.000 free. Nên nếu mà các bạn chỉ muốn lấy cái 1.000 free thôi mà các bạn không muốn mượn cái loan á, thì đừng có ký tên để mượn cái loan giùm An nha. Để có nhiều bạn tự nhiên ký tên vô xong rồi lại phải làm một cái để mà trả lại cho nó nữa, rất là rắc rối. Nên là
không muốn mượn thì đừng ký tên để mà mượn lô giùm An. Đó là tất cả những cái chia sẻ của An trong cái video ngày hôm nay. Và nếu như mà anh chị cô chú nào, nếu mà anh chị cô chú nào mà yêu thương An và ở khu vực mà Bắc Cali, dòng dòng San Jose, Santa Clara đó, mà cần sử dụng những cái dịch vụ về thuế, về bảo hiểm sức khỏe, về đầu tư, về những cái quỹ hưu trí 401k IRA, thì có thể gọi cho văn phòng Investee Financial Service. An sẽ để cái địa chỉ và cái số phone của văn phòng ở dưới nha. Và cũng ở dưới phần comment, An sẽ để ba cái link của Robinhood, Webull và M1 Finance. Thì các bạn cũng biết Robinhood dạo gần đây nó bị rất là nhiều những cái vấn đề, nên là em rất là recommend mọi người, nếu mà muốn trade stock thì ngoài account của Robinhood nên mở thêm một cái account với Webull. Tại vì Webull rất là tiện luôn, trade được từ 4 giờ sáng giờ Cali tới 4 giờ chiều giờ Cali. Và hiện nay nó còn có cái promotion là mở account, deposit vô 100 đô sẽ nhận được 4 cái shop fee trị giá từ 21 đồng cho tới 1.600. Thì có câu hỏi thắc mắc gì thì cứ comment ở dưới cho An biết nha. Bye bye!